sẽ cùng đến với vòng thứ hai. Tôi rất thích và anh Tiêu cũng rất thích, mang tên Crazy Challenge. Phần chơi thứ nhất đó là mang tên là cờ caro vận động. Thì các thành viên sẽ đứng ở vạch xuất phát. Đó, sau đó là sẽ thổi cho quả bóng bay nổ. Và sau đó sẽ di chuyển lên bàn cờ, rồi đánh vào ô cờ mình sẽ đi. Đội chiến thắng sẽ là đội xếp được 4 ô liền nhau cùng màu mà không bị đội khác chặn lại. Sẽ có 3 ván, đội thắng 2 ván sẽ đội chiến thắng. À, thấy gì chưa? Ô cờ của chúng ta đó. Rồi bây giờ tôi sẽ phát bong bóng cho các bạn. Vâng, bây giờ thì trò chơi xin được phép bắt đầu. Cố lên, cố lên. Mày mới hay được số phát. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên nha. Cố lên, cố lên. Người tiếp theo có thể được cầm không? Bóng sẵn luôn. Ê, hay là mình lấy mình chay mắt lại. Bây giờ chơi trò nào mà hoang mang cái gì vậy? Vâng, mọi người cố gắng thế nào. Đội vàng đang thổi to hơn. Đội vàng sắp nổ rồi. Rồi, có thể thổi to bóng xong rồi. Bắt đầu, lên, khỏi gần cột. Khỏi gần cột á? Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Nhanh, nhanh nào. Kira đang có lợi thế. Cố lên, bình tĩnh, bình tĩnh, mình bình tĩnh. Không cần nổ á, không cần nổ á. Không cần nổ, không cần nổ. Bữa hai đội bàn đang chị ơi, chạy mới hỏi chị hỏi nhanh lên, hỏi nhanh lên, hỏi nhanh lên, em còn phải hỏi nhanh thôi, em chỉ cần phải hỏi nhanh. Đội bàn một đội đỏ đang bằng nhau, bây giờ chúng ta phải có một người chặn lại. Nhanh lên, nhanh lên, em đừng hỏi, em đừng hỏi, sao em giữ một hơi, sao em hỏi một hơi to nhất. Ok, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ok, đội bàn đã xong. Trời ơi, tệ quá, mình quên mất vụ phải chặn người ta luôn á mọi người. Các bạn chơi phải cần tỉnh táo, được chưa? Đặt đầu tiên, đội vàng đã giành chiến thắng. Yeah. 1-0. Lượt thi thứ hai bắt đầu. Nào, thế mình còn lại có thể cầm sẵn bóng. Sau khi mà đội mình trở về, chúng ta sẽ còn thổi luôn. Không, rồi, lên. Chị đi mà. Rồi, chị Gina đã chặn Việt Thi. Chị Gina đang rất là năng nổ. Hana cũng thế. Ok, Hana xong. Hana cũng xong. Cố lên. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi, để cho nó luôn. Ở đây mình tỉnh lại luôn, để cho nó luôn. Rồi. Gina đang sải bóng hết. Hơi thở của mình mà tụt cho quả bóng to. Gina ok. Rồi, Titi đã chặn. Hana xong. Nhanh nào, mình nhanh nào. Hana xong. Hana xong. Ôi chết rồi, vậy sao làm nữa? Các bạn có thể đổi vị trí, đó là các bạn có thể về thổi tiếp và đổi vị trí. Ơi, vị trí của em hả? Đổi vị trí của các bạn thôi. Đổi vị trí của các bạn thôi. Ok. Ủa? Một, sao được? Một lần thôi. Rồi, vô luôn. À. Ủa? Đây không phải là thổi nhanh hay thổi chậm một quan trọng đấy. Ủa, quá mọi người chứ. Đúng lại từ đây. Quan trọng là cái đâu. Ai chậm lại đâu. Ủa, phải từ từ. Ủa, không? Rõ ràng 4 này mà chị để ở đây, chị phải chặn ở đây chứ, đúng không? Hai rồi. Ủa, hoáng gì vậy? Hình như ai mới nhập chị sao em? Em không biết đâu. Chị không biết chuyện làm gì nữa. Thôi, cảm nghĩ của chị. Xin lỗi Hana nha. Chúng ta có 3 ván mà đội vàng thắng 2 ván thì tất nhiên đội vàng là đội giành chiến thắng. Đây
lượt thi thứ hai mà dành cho các bạn đội đỏ có thể phục thù lại. Tên là Sếp Tháp Ly. Và phần thi này các bạn phải lưu ý là không được dùng tay để chơi. Ở vị trí số 1 sẽ dùng miệng để thổi bóng sao cho phồng ra, giữ được vào cái ly nhựa, rồi nhấc nó lên di chuyển đến địa điểm số 2. Sau đó là ly sẽ được xếp thành hình tam giác, ba ly ở dưới, hai ly trên, một ly trên đầu. Các bạn hình dung ra chưa? Thất bại ở tầng nào thì các bạn có thể làm lại ở tầng đó, không phải làm từ đầu. Và đội chiến thắng sẽ là đội hoàn thành thử thách nhanh nhất và đúng luật mới là quan trọng. Và hai bên tay của tôi đây là 6 cái ly dành cho đội đỏ và đội vàng. Bật chơi, bắt đầu. Rồi, một chiếc ly của bên đội vàng đã được di chuyển. Và đội đỏ cũng vậy. Tiếp tục luôn. Lượt. Trò chơi này các bạn có thể cột tóc lên, bởi vì là tóc sẽ vướng vào ly, sẽ bị đổ ly, sẽ rất là khó. Xếp khi đã em có thể để tóc đằng sau cho nó bị vướng. Đúng rồi, em có thể. Đúng. Đội vàng và đội đỏ đã xếp xong tầng ở dưới. Bây giờ sẽ là tầng thứ hai. Ui, đội vàng đang làm xong tầng thứ hai rồi. Thời gian vẫn đang chơi. Tại vì cái tầng này là em làm cái mày bên đây xong rồi nó mới rớt xuống. Thì bây giờ em sẽ để ở đây. Nó rơi thì phải để lại chứ. Làm lại. Đó. Ok. Rồi. Trời ơi. Em làm từ đầu đúng. Khó quá à. Rất khó mọi người ạ. Thật. Đây là crazy challenge mà. Rồi, nhanh luôn. Suy nghĩ phải không MC? Khó dã man luôn á. Đội đỏ xong tầng 2 rồi nha. Xong tầng 2 rồi. Cố lên mọi người, còn một cái nữa. Đội đỏ đang có lợi thế. Bình tĩnh Winner. Winner đặt một cái cuối cùng bên trên nữa là thắng. Để ok, kia đã xong. Khổ quá. Nhìn lên Hana ơi. Hana mới lại nào. Cố lên. Đôi vàng. Nhìn phải lượm. Hết lại. Làm lại tầng 3. Ly vậy em hỏi cho. Ok, mình làm luôn nào. Cố lên. Cái cuối cùng của tầng đôi đỏ. Thả nhẹ hơi thôi. Bạn thổi căng đấy. Nó nhẹ hơi. Từ. Thả nào. Khó kinh khủng luôn. Anh còn cơ hội. Cẩn thận nha. Thái độ đang rất là khó khăn với tầng 3 của mình. Vì là tầng 3 có một cái ly thôi. Ôi, làm lại nào. Xuất sắc. Hay á. Phục. Vậy là đội đỏ đã làm xong 3 tầng như tôi đã đưa ra. Đội vàng có không phục không? Phục. Trời ơi, này khó cực luôn á. Và lượt thi lần 2, đội đỏ đã giành chiến thắng. Chúc mừng.